như nỗi niềm của chị. Xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, hôm nay trong clip mà cửa hàng sẽ test tiếp một sản phẩm nữa là một chiếc đầu băng cối cao cấp có modem 747DBX tuyệt đẹp. Chiếc này thì được thiết kế đa cầu điện. Và cửa hàng xin test gửi cho một vị khách hàng cũng từng mua các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rất nhiều rồi. Thì anh cũng đã chốt đơn bên cửa hàng và ngày hôm nay cửa hàng sẽ test hàng để gửi cho khách hàng của mình. Anh có lựa chọn một chiếc đầu 747DBX có đa cầu điện. Vâng, chiếc này thì còn rất đẹp, rất mới và rất VIP luôn. Rất hiếm có những chiếc đa cầu, nhưng trong thời gian vừa qua thì cửa hàng cũng đã về được một số chiếc đa cầu, cũng đều được khách hàng chốt đơn luôn và ngay. Và hiện tại cửa hàng thì có những chiếc đầu 630DB, 630 nguyên thùng và 266D, 635D nguyên thùng xốp và có cả tách 6100 nguyên thùng và 747 trơn bên cửa hàng vẫn còn. Vậy clip này cửa hàng xin test sản phẩm gửi cho khách hàng của mình có đơn đặt hàng. Vâng, anh khách hàng thì có lựa chọn thêm luôn một cuốn băng Maxen bên cửa hàng. Vâng, sau đây quý vị và các bạn có thể được ngắm nhìn siêu phẩm một lần nữa để cửa hàng sẽ test hàng và trong buổi trưa của ngày mai cửa hàng sẽ đóng gói vận chuyển sản phẩm tới gia đình cho anh khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh nhé. Vâng, đây là một chiếc đầu băng cối Akai có modem 747DBX. Đợi chờ và hy vọng 747DBX. Ta vẫn yêu ánh trăng. Tuyệt đẹp luôn. Mối đương duyên cả đời mà ông Tơ bà Nguyệt đã trao cho. Quá đẹp. Với những ước mong ngày mai trên con đường dài. Nhớ thuở đã qua. Vâng, chiếc máy này thì được thiết kế. Vâng, và phía sau của sản phẩm đây. Được sử dụng đa cầu điện này. Đa cầu điện này. Rất đẹp luôn nhá. Chiếc này thì đẹp kinh khủng luôn. Tất cả chữ còn sáng quắc và rất là mới. Vâng, và sản phẩm này cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh xin test gửi một vị khách hàng có địa chỉ tại 101 Hùng Vương, thành phố Nam Định. Anh đặt một chiếc đầu 747DBX và một cuốn băng Bắc Sen có chương trình là Tuấn Vũ Hương Lan. Vâng, Tuấn Vũ Hương Lan đây. Vâng, cửa hàng thì đang phối ghép luôn cùng với một cặp loa 99A màng FB và một chiếc Omni Sansui 9090DB. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút, quý vị và các bạn có thể thưởng thức chất âm.
Nào ngủ đi con, mùa đông đang tới ngoài hiên. Nào ngủ đi con, mùa đông trên cánh bầy chim. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những vị khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, và cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vị khách hàng đã đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong clip này. Xin gửi cho vị khách hàng có địa chỉ tại Nam Định trong buổi trưa của ngày mai. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.